Vì sao vậy? Vì nếu tất cả pháp của chú tự tánh có thành, có thật, có tướng, có làm, có thật tánh để được, thì sự tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng phải bát nhã ba la mật đa, chẳng đắc được tánh, tướng, chân thật của các pháp. Như vậy thiện hiện, khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng chấp giác uẩn, chẳng chấp thọ tưởng hành thức uẩn, cho đến chẳng chấp trí nhất thiết trí, đại Bồ Tát này đối với tất cả pháp môn như thế, không chấp trước, nên viên mãn được sơ địa cho đến thập địa của Bồ Tát, nhưng ở trong ấy chẳng sanh tham đắm. Vì sao vậy? Vì đại Bồ Tát này chẳng đắc sơ địa cho đến thập địa, năng và sở viên mãn, thì lẽ nào ở trong ấy mà khởi tham đắm? Đại Bồ Tát này mặc dù hành bát nhã ba la mật đa, song chẳng thù đắc bát nhã ba la mật đa. Do không thù đắc bát nhã ba la mật đa, nên đối với tất cả pháp cũng không thù đắc. Đại Bồ Tát này mặc dù quán bát nhã ba la mật đa, nhiếp tất cả pháp, nhưng đối với các pháp đều không thù đắc. Vì sao vậy? Vì tất cả pháp cùng với bát nhã ba la mật đa đây, không hài không khác. Vì cớ sao? Vì tánh tất cả pháp chẳng thể phân biệt. Nói các pháp là chân như, là pháp giới, là thật tế, vì nó không tạp, không sai khác vậy. Cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tự tánh của tất cả pháp không tạp không sai khác, thì sao có thể nói đây thiện, đây phi thiện, đây hữu lậu, đây vô lậu, đây thế gian, đây xuất thế gian, đây hữu vi, đây vô vi, vô lượng các pháp sai khác như thế? Phật bảo: Thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Thật tánh các pháp có thể nói đây thiện, đây phi thiện chăng? Lại có thể nói đây là quả dự lưu, cho đến có thể nói đây là Phật Bồ Đề chăng? Thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn, chẳng thể nói được. Phật bảo: Thiện hiện, do nhân duyên đây nên biết, tánh ấy của các pháp không xen tạp, cũng không sai khác, không tướng, không sanh, không diệt, không ngại, không nói, không chỉ ra được. Thiện hiện nên biết, thuở xưa khi ta tu học đạo Bồ Tát, đối với các pháp tánh đều không thù đắc, nghĩa là chẳng đắc sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chẳng đắc nhãn xứ cho đến ý xứ, chẳng đắc sắc xứ cho đến pháp xứ, chẳng đắc nhãn giới cho đến ý giới, chẳng đắc sắc giới cho đến pháp giới, chẳng đắc nhãn thức giới cho đến ý thức giới, chẳng đắc nhãn xúc cho đến ý xúc, chẳng đắc các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, chẳng đắc địa giới cho đến thức giới, chẳng đắc nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, chẳng đắc các pháp theo duyên sanh ra, chẳng đắc vô minh cho đến lão tử, chẳng đắc dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chẳng đắc pháp thiện, phi thiện, chẳng đắc pháp hữu lậu, vô lậu, chẳng đắc pháp thế gian, xuất thế gian, chẳng đắc pháp hữu vi, vô vi, nói rộng cho đến chẳng đắc quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề, chẳng đắc hạnh đại Bồ Tát, chẳng đắc vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Như vậy thiện hiện, khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, từ sơ phát tâm cho đến vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thường nên khéo học tự tánh các pháp. Nếu khéo học được tự tánh các pháp thì khéo thanh tịnh được đạo đại Bồ Đề, cũng viên mãn được các hạnh Bồ Tát, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, an trụ pháp này thì mau chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Dùng pháp tam thừa làm phương tiện, điều phục các loài hữu tình, khiến cho không còn luân hồi trong ba cõi, được vào niết bàn an vui rốt ráo. Như vậy thiện hiện, các đại Bồ Tát nên lấy vô tướng làm phương tiện, tu học bát nhã ba la mật đa để sớm được viên mãn. Nếu tu bát nhã ba la mật đa màu được viên mãn, thì nhiếp thọ được tất cả Phật pháp. Nhờ đây nên chứng được trí nhất thiết trí, làm lợi ích an vui cho hữu tình đến tận đời vị lai. Bấy giờ thiện hiện lại thưa Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp hoàn toàn như mộng, nói rộng cho đến như thành tầm hương, đều không thật, vô tánh là tánh, tự tướng đều không, thì làm sao lập được đây là thiện, đây là phi thiện, đây là thế gian, đây là xuất thế gian, đây là hữu lậu, đây là vô lậu, đây là hữu vi, đây là vô vi, nói rộng cho đến đây là quả dự lưu, đây là pháp năng chứng được quả dự lưu, như vậy cho đến đây là vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của Phật, đây là pháp năng chứng được Bồ Đề của Phật. Phật bảo: Thiện hiện, thế gian ngu phu dị sanh vô văn, ở trong mộng, dính mắc kẻ thấy mộng, nói rộng cho đến ở nơi thành tầm hương, dính mắc thành tầm hương,
cũng dính mắc kẻ thấy, ngủ phù dị sanh vô văn đắc mộng như thế rồi, điên đảo chấp trước, hoặc thân ngữ ý hành tạo nghiệp bất thiện, hoặc thân ngữ ý hành tạo nghiệp thiện, hoặc thân ngữ ý hành tạo nghiệp vô ký, hoặc thân ngữ ý hành tạo nghiệp phi phước, hoặc thân ngữ ý hành tạo nghiệp phước, hoặc thân ngữ ý hành tạo nghiệp bất động, bởi các hành nên qua lại sanh tử, chịu khổ vô cùng. Các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa an trụ hai thứ không mà quan sát các pháp, đó là tất cánh không, không tối hậu rốt ráo và vô tế không, không không biên tế. Đại Bồ Tát này an trụ trong hai không như thế, vì các hữu tình mà tuyên nói chánh pháp bằng những lời như vậy. Sắc cho đến thức là không vô sở hữu, nhãn xứ cho đến ý xứ là không vô sở hữu, sắc xứ cho đến pháp xứ là không vô sở hữu, nhãn giới cho đến ý giới là không vô sở hữu, sắc giới cho đến pháp giới là không vô sở hữu, nhãn thức giới cho đến ý thức giới là không vô sở hữu, nhãn xúc cho đến ý xúc là không vô sở hữu, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không vô sở hữu, địa giới cho đến thức giới là không vô sở hữu, nhân duyên cho đến tăng thượng duyên là không vô sở hữu, các pháp theo duyên sanh ra là không vô sở hữu, các pháp như vô minh cho đến lão tử là không vô sở hữu. Lại nói như vậy, sắc thọ tưởng hành thức nhiều mộng cho đến như thành tầm hương đều không có tự tánh, nhãn xứ cho đến ý xứ nhiều mộng cho đến như thành tầm hương đều không có tự tánh, sắc xứ cho đến pháp xứ nhiều mộng cho đến như thành tầm hương đều không có tự tánh, nhãn giới cho đến ý giới nhiều mộng cho đến như thành tầm hương đều không có tự tánh, sắc giới cho đến pháp giới nhiều mộng cho đến như thành tầm hương đều không có tự tánh, nhãn thức giới cho đến ý thức giới nhiều mộng cho đến như thành tầm hương đều không có tự tánh, nhãn xúc cho đến ý xúc nhiều mộng cho đến như thành tầm hương đều không có tự tánh, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra nhiều mộng cho đến như thành tầm hương đều không có tự tánh, điện giới cho đến thức giới nhiều mộng cho đến như thành tầm hương đều không có tự tánh, nhân duyên cho đến tăng thượng duyên nhiều mộng cho đến như thành tầm hương đều không có tự tánh, các pháp theo duyên sanh ra nhiều mộng cho đến như thành tầm hương đều không có tự tánh, các pháp như vô minh cho đến lão tử nhiều mộng cho đến như thành tầm hương đều không có tự tánh. Lại nói như vậy, trong đây không có sắc thọ tưởng hành thức, không có nhãn xứ cho đến ý xứ, không có sắc xứ cho đến pháp xứ, không có nhãn giới cho đến ý giới, không có sắc giới cho đến pháp giới, không có nhãn thức giới cho đến ý thức giới, không có nhãn xúc cho đến ý xúc, không có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, không có địa giới cho đến thức giới, không có nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, không có các pháp theo duyên sanh ra, không có các pháp vô minh cho đến lão tử. Lại nói như vậy, trong đây không có mộng, không có kẻ thấy mộng, nói rộng cho đến không có thành tầm hương, không có kẻ thấy thành tầm hương. Lại nói như vậy, các pháp như thế đều không thật có, vô tánh là tánh. Vì sức hư dối phân biệt của các ông, nên đối với sắc uẩn cho đến thức uẩn không thật có, lại thấy có sắc uẩn cho đến thức uẩn. Đối với nhãn xứ cho đến ý xứ không thật có, lại thấy có nhãn xứ cho đến ý xứ. Đối với sắc xứ cho đến pháp xứ không thật có, lại thấy có sắc xứ cho đến pháp xứ. Đối với nhãn giới cho đến ý giới không thật có, lại thấy có nhãn giới cho đến ý giới. Đối với sắc giới cho đến pháp giới không thật có, lại thấy có sắc giới cho đến pháp giới. Đối với nhãn thức giới cho đến ý thức giới không thật có, lại thấy có nhãn thức giới cho đến ý thức giới. Đối với nhãn xúc cho đến ý xúc không thật có, lại thấy có nhãn xúc cho đến ý xúc. Đối với các thọ cho nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ cho ý xúc làm duyên sanh ra không thật có, lại thấy các thọ cho nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ cho ý xúc làm duyên sanh ra. Đối với địa giới cho đến thức giới không thật có, lại thấy có địa giới cho đến thức giới.
Đối với nhân duyên cho đến tăng thượng duyên không thật có, lại thấy có nhân duyên cho đến tăng thượng duyên. Đối với các pháp theo duyên sanh ra không thật có, lại thấy có các pháp theo duyên sanh ra. Đối với các pháp vô minh cho đến lão tử không thật có, lại thấy có các pháp vô minh cho đến lão tử. Lại nói như vậy, tánh của tất cả pháp, uẩn, xứ, giới đều theo các duyên hòa hợp tạo dựng, kẻ điên đảo, vọng khởi, nghiệp thọ các nghiệp dị thục. Đối với pháp hư vọng đầy không thật, vì duyên cớ gì mà các ông khởi tưởng thật có? Bây giờ Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa phương tiện khéo léo. Nếu các hữu tình có kẻ san tham, thì Bồ Tát dùng phương tiện cứu vớt khiến cho lìa xa san tham. Các hữu tình đầy lìa san tham rồi, Bồ Tát khuyên họ tu bố thí Ba La Mật Đa. Các hữu tình này do bố thí nên được nhiều tài của, giàu sang tự tại. Lại từ chỗ này phương tiện cứu vớt khuyên tu tịnh giới Ba La Mật Đa. Các hữu tình đây do trì tịnh giới nên được sanh cõi lành, giàu sang tự tại. Lại từ chỗ đây phương tiện cứu vớt khuyên tu tịnh lự Ba La Mật Đa. Các hữu tình đây do tu tịnh lự nên được sanh phạm thế, ở sơ tịnh lự an trụ tự tại. Từ sơ tịnh lự phương tiện cứu vớt lại khiến cho an trụ tịnh lự thứ hai, phương tiện cứu vớt lần hồi như vậy cho đến khiến cho an trụ phi tường, vì phi tường xứ. Các hữu tình này nhờ bố thí trì giới thiền định nên được quả báo thù thắng, sành nhiều nhiễm đắm. Bấy giờ Bồ Tát phương tiện khéo léo cứu vớt họ ra khỏi chỗ hạ liệt ấy, rồi đặt vào cõi vô dư bát niết bàn, nghĩa là dùng phương tiện khéo léo thích hợp với họ khiến cho nương vào tam thừa, riêng tu thánh đạo, hoặc khiến cho an trụ bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, hoặc khiến cho an trụ pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện.